Thường thì chúng ta sẽ gọi là bốn việc quan trọng trong ngày, nhưng mà đầu mỗi tháng thì chúng ta có bốn việc quan trọng của tháng, và đầu mỗi năm thì chúng ta có việc quan trọng của bốn việc quan trọng của một năm, được không nào? Và nếu như giao thừa anh chị đã viết được rồi thì không có cần phải làm việc này nữa, nhưng mà đây là một việc mà chúng ta sẽ làm vào đầu mỗi năm, tức là bốn việc quan trọng của chúng ta trong năm đó là gì. Đây là một nghi thức số 8, và nghi thức số 8 của chúng ta có tên là bốn việc quan trọng trong một ngày, bốn việc quan trọng trong một tuần, bốn việc quan trọng trong một tháng, bốn việc quan trọng trong một năm, được không nào? Thế thì chúng ta có thể định hình và xác định được rằng trong cái năm nay bốn việc nào đó là bốn việc quan trọng bậc nhất của chúng ta, và việc quan trọng nó khác với bốn mục tiêu, được không nào? Mục tiêu của anh chị có thể là 3, có thể là 1, có thể là 2 trong cái năm 2024 này, nhưng mà bốn việc quan trọng được xác định là bốn cái việc đó, khi mà nó hoàn tất đấy thì nó sẽ làm cho cái nền của cái bốn mục tiêu, hoặc là ba mục tiêu, hoặc ba mục tiêu anh chị đã đưa ra chắc chắn nó hoàn tất. Anh chị hình dung cái bốn việc quan trọng nó lại đặc biệt quan trọng. Tại vì sao? Tại vì là cái việc á thì nó có thể nó sẽ kéo dài từ ngày này qua ngày kia, từ tháng này qua tháng kia, được không nào? Và nó lại ảnh hưởng tới năng lượng của anh chị nữa. Còn mục tiêu là cái dấu mốc anh chị nha, mục tiêu nó có dấu mốc tại vì nó là có ngày kết thúc này, nó có ngày hoàn thành nó này, nó có cái khoảng thời gian hoàn thành nó này, nó có cái khối lượng anh chị cần hoàn thành. Nhưng mà việc quan trọng á thì nó có thể không cần phải mốc, nó cũng không cần phải cái khối lượng, được không ạ? Vì nó chỉ là những cái hành động mà anh chị lại liên quan tới cái mục tiêu đó. Nên bốn việc quan trọng của cái nghi thức số 8 của chúng ta nó có tên là bốn việc quan trọng của một ngày, thì đây chính là bốn việc quan trọng để có thể tăng cái năng lượng để anh chị có thể hoàn tất cái mục tiêu trong năm đó anh chị nha. Thế thì chúng ta xác định là bốn việc quan trọng là gì mà anh chị thường xuyên có lặp đi lặp lại, hoặc là bốn việc quan trọng nó sẽ cần phải hoàn tất hoặc là cần phải rèn luyện trong suốt cái năm đó, để cho anh chị đi về được cái các cái mục tiêu mà mình đã đưa ra. Các mục tiêu thì tôi có đề cập ở trong lớp 2 ngày rồi, và chúng ta nhớ lại bốn cái việc, bốn cái mục tiêu đó, ba cái mục tiêu đó nó có hoàn tất được hay không là do bốn cái việc quan trọng này, được không anh chị? Và thường á việc nó sẽ nhiều hơn mục tiêu, anh chị hãy nhớ cái nguyên tắc đó. Và điều đặc biệt là như thế này, đôi khi chúng ta không cần phải hoàn tất mục tiêu, mà chúng ta chỉ cần hoàn thành được những cái việc quan trọng mà có thể lặp đi lặp lại, hoặc là cái việc quan trọng mà cần phải hoàn tất trong cái năm đó thì nó được gọi là hoàn thành, được chưa anh chị? Thì lấy ví dụ nha, ví dụ như anh chị đang có một cái mục tiêu của cái năm 2024 là anh chị sẽ có một cái mua một cái căn nhà là khoảng tầm 5 tỷ hoặc 10 tỷ chẳng hạn, được chưa? Thì hoặc là căn nhà 2 tỷ đi, thì vào tháng 10 năm 2024 thì như vậy thì anh chị sẽ thấy là căn nhà trị giá 5 tỷ vào 2024 thì nó có cái dấu mốc, đó là tháng 10 năm 2024. Còn nếu mà anh chị thêm ngày là 30 tháng 10 năm 2024 chẳng hạn, nhưng mà anh chị cũng để ý thấy rằng là khối lượng công việc để đo lường ở đó chính là nhà 5 tỷ, nhà 500 triệu, nhà 20 tỷ hoặc là 50 tỷ, thì cái nhà hoặc là cái số lượng đó thì nó được gọi là chúng ta đo lường cái khối lượng của cái mục tiêu này. Nhưng mà riêng về cái mục tiêu, nên riêng về cái công việc quan trọng thì nó lại không phải như thế, được không nào? Riêng về công việc quan trọng thì nó lại là những cái việc mà anh chị cần phải hoàn tất và lặp đi lặp lại để cho cái căn căn nhà đấy hoặc là căn hộ đấy anh chị có thể mua được, được không nào? Tôi lấy ví dụ này, anh chị sẽ hoàn thành được một cái khối lượng công việc, đó là chúng ta sẽ cùng với xây dựng được một cái tổ chức mà anh chị sẽ thường xuyên bảo đảm được cái mục tiêu của anh chị là thu nhập của toàn team trên khoảng 100 triệu một tháng chẳng hạn. Thu nhập toàn team của trung bình mỗi người ấy, anh chị sẽ xây dựng cái mục tiêu và đo lường nó hàng tháng, thì đây được gọi là công việc. Ví dụ như
công việc nó khác với mục tiêu ở chỗ là nó không cần phải cái mốc thời gian, nó cũng chẳng cần phải về khối lượng, thì chúng ta sẽ làm như vậy. Nó cũng có thể chẳng cần 100 triệu mỗi tháng luôn, mà anh chị sẽ đưa ra một cái khoảng, một cái công việc, đó là tôi trước giờ thì tôi kinh doanh có một mình, nhưng bây giờ tôi sẽ xây dựng một cái đội nhóm, mà ở đó tôi có một cái khối lượng thành viên là khoảng tầm 50 thành viên chẳng hạn. Hoặc là trước giờ tôi chỉ kinh doanh theo kiểu buôn bán nhỏ lẻ thôi, năm nay thì tôi sẽ thiết lập một cái việc gì đó kinh doanh mở rộng thêm dành cho riêng mình chẳng hạn. Thì đấy được gọi là công việc. Việc thì nó có thực sự quan trọng hay không, muốn biết nó có quan trọng hay không á, thì anh chị cần phải, nó có quan trọng hơn so với cái năm đó hay không, thì anh chị sẽ so với cái mục tiêu của năm đó. Tôi lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như anh chị trước giờ là chúng ta thường không có kỷ luật lắm trong cái cách mà chúng ta đưa ra mục tiêu. Cảm xúc thì lên xuống, lúc thì rất là hào hứng, lúc thì tụt lên tụt xuống, đúng không nào? Thì cái cảm xúc của chúng ta nó lại ảnh hưởng năng lượng của chúng ta, trong khi mục tiêu của chúng ta thì lại đưa ra một cái mục tiêu là chúng ta sẽ là người chạy bộ khoảng tầm 42 cây chẳng hạn, vào tháng mà 5 năm 2024 chúng ta sẽ hoàn thành được cái chạy bộ được khoảng gọi là full marathon luôn, 42 cây chẳng hạn. Thế thì những việc của chúng ta cần phải làm, chẳng lẽ anh chỉ ghi xuống là tôi là người kỷ luật, tôi là người nghiêm túc, anh đại loại là anh chị sẽ tuyên bố những cái điều mà nó gì ạ, nó vận hành theo cái cách ép buộc như thế. Thay vì như vậy thì chúng ta phải thiết kế những cái việc cần phải làm là, ví dụ tôi sẽ hoàn thành cái chính cái nghi thức này một cách nó đều đặn chẳng hạn, hoặc là tôi sẽ viết cái hành trình của tôi và đo lường nó vào mỗi ngày chẳng hạn. Hoặc là anh chị có thể thiết kế một cái công việc là tôi sẽ đi qua được 3 chu kỳ một cách nó tuyệt đối, bởi vì trước giờ tôi tham gia các cái chu kỳ nhưng mà nó không có hoàn thành, không có chu kỳ nào của tôi nó thực sự tuyệt đối cả, kiểu như vậy. Thì đấy là những thứ việc quan trọng, được không nào? Hoặc là cái việc quan trọng mà anh chị sẽ không nhìn thấy được kết quả của nó, nhưng mà nhìn thấy năng lượng của nó là tăng lên. Vì vậy nên anh chị sẽ không tự tuyên bố mình là người sẽ kiểm soát tốt cảm xúc, người sẽ kỷ luật nữa, mà anh chị tự biết rằng tất cả các công việc đó nếu mà nó được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thì năng lượng của chúng ta sẽ đủ để bảo đảm cho cái mục tiêu của chúng ta hoàn thành. Vì vậy nên thường những người mà đưa ra được 4 việc quan trọng trong cái năm đó thì người đó thường không có bao giờ bị áp lực về mục tiêu nữa. Anh chị có hình dung không nào? Còn nhiều người mà bị áp lực không hoàn thành mục tiêu là bởi vì họ không biết rằng 4 hoặc là 3 hoặc là 2 hoặc là một cái mục tiêu trong năm đó muốn hoàn thành thì những cái việc quan trọng nào sẽ cần phải hoàn tất để cho nó bảo đảm cái năng lượng ở phía sau nó hoàn thành. À, đấy là cái cách mà chúng ta phải quan sát xem chúng ta đưa ra mục tiêu nhưng chúng ta có đưa ra được các việc quan trọng xung quanh mục tiêu đó hay không. Và nếu mà chúng ta đã đưa ra được mục tiêu nhưng mà lại không chưa đưa ra được 4 việc quan trọng trong năm đó thì chúng ta đang có thể sẽ đối diện với rất nhiều áp lực, rất nhiều thử thách, bởi vì cái mục tiêu đó nó chỉ biết được cái đích đến mà chúng ta không biết được cái đường, cái hành trình và các cái gọi là các cái dấu mốc, các cái cột mốc mà chúng ta cần phải hoàn tất trên suốt cái chặng đường đấy, gọi là hành trình, trong suốt hành trình đấy chúng ta cần phải bảo đảm năng lượng gì. Có nhiều người lại đưa ra mục tiêu về mối quan hệ, ví dụ như là hai vợ chồng đã muốn kết nối được tuyệt đối với cả gia đạo tất cả các bên, vào mục tiêu vào tháng 8 năm 2024 chẳng hạn, tôi sẽ kết nối được với tất cả gọi là từ gốc đến ngọn, họ hàng anh chị em của tất cả các bên một cách tự nhiên nhất. Đưa ra một mục tiêu mà có dấu mốc là tháng 5 năm 2024 như thế, được chưa? Nhưng mà không biết cái mục tiêu nào, cái việc nào cần phải làm hoàn thành thì thường nó không thấy kết quả đâu. Nhưng mà nếu mà biết mục tiêu đó muốn hoàn thành thì anh chị sẽ ghi xuống một cái việc quan trọng của cái mục tiêu đó để cho vào tháng 5 năm 2024 nhất thiết nó cần phải làm, đó là gì? Từ cái ngày mùng mùng 4 Tết chẳng hạn, tôi với chồng của tôi sẽ cùng nhau kim hạ đều đặn mỗi ngày. Như vậy thì nó đâu có thấy chúng ta khối lượng là một ngày chúng ta làm bao nhiêu lần đâu, đúng không nào?
và làm vào ngày nào giờ nào đâu. Chúng ta chỉ biết rằng là đó là những việc mà bảo đảm cho năng lượng thôi. Thì anh chị sẽ thấy rằng mục tiêu của chúng ta vô cùng dễ đạt anh chị nha. Đôi khi chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm tới mục tiêu luôn, chúng ta đưa ra mục tiêu ở đó và chúng ta thiết kế được bốn cái việc quan trọng xung quanh cái mục tiêu đấy. Có thể cái mục tiêu đấy cần phải bốn việc quan trọng anh chị nha, nhưng cũng có thể mục tiêu đấy chỉ cần một việc quan trọng thôi. Như vậy thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta có thể thấy rằng với cái mục tiêu thứ nhất chúng ta cũng có thể thiết kế được bốn việc quan trọng của mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai chúng ta cũng thiết kế được bốn việc quan trọng của mục tiêu thứ hai, hoặc là đơn giản cả ba mục tiêu đó chúng ta đều đưa ra được bốn việc quan trọng của cả ba mục tiêu đấy đều được. Như vậy thì anh chị đều dựa vào cái cách mà chúng ta đưa ra mục tiêu, chúng ta hoàn toàn thiết kế những việc này. Có những anh chị cô chú ở đây không là người kinh doanh, không người kinh doanh nữa chúng ta sẽ không đặt mục tiêu mua đất, mua nhà, mua xe chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta sẽ đặt mục tiêu là chúng ta sẽ thiết kế được một cái ví dụ như là một cái gia phả cho dòng họ chẳng hạn đi, đúng không nào? Thế thì nếu mà để thiết kế được một gia phả của cái dòng họ của mình, đúng không nào? Thế thì có phải là anh chị sẽ nói rằng là ngày mấy tháng mấy đó tôi ngồi tôi viết đâu, mà bốn cái việc quan trọng xung quanh của mục tiêu đó, ví dụ như là tôi sẽ bắt đầu sưu tập việc quan trọng thứ nhất là tôi sẽ bắt đầu sưu tập tới tất cả các cái tài liệu liên quan tới tới đâu ạ? Tới họ hàng, tới dòng tộc của tôi chẳng hạn này, đúng chưa? Bắt đầu việc thứ hai là tôi sẽ bắt đầu tập hợp các cái người cao tuổi để bàn bạc về việc này chẳng hạn này, đúng không nào? Việc thứ ba thì tôi sẽ chuẩn bị một cái ngân sách nào đó để cho mọi người sẽ họp với nhau định kỳ chẳng hạn này. Đấy là các cái việc quan trọng mà anh chị cần phải thiết kế cho cái mục tiêu đó nó hoàn thành. Như vậy thì bốn cái việc quan trọng đấy sau khi anh chị đã hoàn tất nó thì tự nhiên cái mục tiêu viết gia phả của dòng họ tự nhiên nó hoàn thành. Nó không cần phải là anh chị tới ngày đó giờ đó anh chị ngồi viết đâu, mà là anh chị đã thiết kế được ra bốn cái việc quan trọng. Nên nhiều người mà họ đủ thông thái thì thay vì họ tập trung vào cái mục tiêu anh chị nhá, họ chỉ chăm chăm vào mục tiêu, họ viết mục tiêu xong họ đã in ấn định ở trên ngay trên cái màn hình desktop hoặc là cái email của họ, hoặc là trên một cái tờ giấy họ dán ở trước mặt của họ, thì sau đó họ chỉ cần quan tâm bốn việc quan trọng của gì ạ, của cái mục tiêu đó mà thôi. Như vậy thì gần như họ không cần quan tâm tới cái việc cái mục tiêu của họ là lúc nào hoàn thành nữa, mà họ sẽ biết rằng bốn cái việc quan trọng xung quanh mục tiêu đấy anh chị nhé. Đó là điểm lưu ý đầu tiên mà chúng ta sẽ biết rằng cái nghi thức số 8 tại sao nó lại mạnh. Nó lại mạnh là bởi vì trong khi mà chúng ta xác định được bốn việc quan trọng thì việc cấp bách sẽ không bao giờ đến nữa. Hay nói cách khác là nó sẽ tự động giảm tải đi. Và rồi anh chị sẽ biết rằng cái việc mà chúng ta không có bận rộn và không bị cuốn vào cái sự bận rộn. Có nhiều người đến nói như thế này này. Một ngày mà em không có nghĩ ra việc em làm, em sẽ cảm thấy là em là người vô dụng. Anh chị hiểu ý không? Có nhiều người bảo như thế này. Ngày hôm đó em chẳng biết em làm cái gì luôn. Em cứ hết ngày cuốn theo công việc này, cuốn theo công việc khác. Thì cả hai trạng thái là không có việc gì để làm hoặc là có việc gì, quá nhiều việc để làm trong ngày hôm đó. Thì cả hai thứ đó mà anh chị đều rơi vào hai trạng thái này đều được gọi là trạng thái của chúng ta là người không có người vô định đây anh chị ạ, người gọi hay còn gọi dễ thương hơn đó là người bận rộn anh chị nha, mà không có mục tiêu. Còn khi mà anh chị đã có được mục tiêu và có những việc quan trọng rồi, anh chị làm mọi việc nó thực sự nó thông thả và thông dong. Như vậy thì trong cái phần bốn việc quan trọng ở đây, anh chị có thể thiết kế bốn việc quan trọng của một năm, cũng có thể thiết kế được bốn việc quan trọng cho từng mục tiêu của năm đó. Thì anh chị sẽ thấy một năm 2024 của anh chị là vô cùng nó dễ đạt được mục tiêu so với cách mà chúng ta đưa ra mục tiêu của các năm trước đây. Như vậy thì bốn việc quan trọng này chính là bốn cái việc mà chúng ta sẽ làm để tăng cái năng lượng ở các ngôi nhà mà mục tiêu của nó đang ở trên các ngôi nhà đó. Nếu anh chị suy nghĩ thật sâu và anh chị hiểu thật kỹ thì anh chị sẽ hiểu rằng đây chính là cách mà chúng ta tăng cái năng lượng ở trên lần lượt trên các ngôi nhà để bảo đảm rằng mục tiêu của chúng ta nó dễ hoàn thành nhất và nó nhẹ nhàng nhất anh chị nha. Và chúng ta sẽ
để cho cái đôi khi chúng ta không cần phải liên tục là cứ tập trung vào mục tiêu cho căng thẳng đâu. Tại sao lại như vậy? Tại vì là mục tiêu của chúng ta nó hoàn thành vào cái mốc mà nó đã định mà. Nếu mà chúng ta cứ tập trung vào đó thì chúng ta cứ thấy chúng ta chưa hoàn thành thôi, được không nào? Nhưng mà nếu chúng ta tập trung vào các chúng ta đưa ra mục tiêu xong, chúng ta thiết kế các việc quan trọng, hoàn tất được bốn việc quan trọng xung quanh mục tiêu đó, thì chúng ta sẽ chỉ cần cứ nhẹ nhàng làm các việc xong, lần lượt xong các cái việc đó mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi quý là xong. Anh chị hình dung không nào? Và tự năng lượng của chúng ta sẽ tăng. Như vậy đôi khi anh chị không cần đặt mục tiêu về việc mua một tài sản gì đó, không cần phải phải tập trung vào vào đó, mà chúng ta hãy tạm thời đưa ra mục tiêu và tin tưởng tuyệt đối nó xong. Sau khi tin tưởng nó xong rồi thì không phải ngồi đấy mà tin không, mà cần phải đưa xuống cái mục tiêu của chúng ta thông qua cái phần thân. Phần thân là những việc chúng ta cần phải làm đó, phần thân của ý thức ấy. Như vậy thì mục tiêu thì nó thuộc về về gì ạ? Nó thuộc về một cái dấu mốc mà thường diễn ra ở trong tâm thức, thì tới mốc đó thì chúng ta mới biết. Nhưng mà cái việc ấy thì chúng ta lại diễn ra trong ý thức, diễn ra trong ý thức từng ngày, từng tháng, từng tuần của chúng ta. Đấy là cách mà chúng ta sẽ đo lường xem thử là nhiều người họ hoàn thành được mục tiêu trong tâm thức rồi, thì thông qua những cái thứ họ làm, thông qua những thứ họ họ thực thi ở phần ý thức ấy, thì họ biết rằng cái mục tiêu đó có dễ hoàn thành hay không anh chị nhé. Rồi đấy là những gì mà tôi muốn chia sẻ với anh chị trong cái những ngày đầu xuân năm mới này. Và mặc dù tới ngày mùng 8 thì chúng ta mới khai giảng, được không nào? Không biết là ngày mùng 8 này anh chị sẽ xác định được trong đầu của chúng ta sẽ đưa được bao nhiêu người sẽ về nhà để cùng luyện tập với anh chị, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu gieo cái tâm thức của mình xuống anh chị nha. Còn trong năm mới này chúng ta sẽ đi qua cái hành trình của năm thứ tư của cộng đồng gia đình hạnh phúc bền vững mặt trời của chúng ta. Như vậy thì bây giờ thì hôm nay tôi sẽ tạm thời dừng cái Zoom buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các anh chị đã cùng nhau ngồi ở đây để chúng ta có thể chào mừng của một năm 2024 tuyệt vời nhất anh chị nhé. Và hãy nhớ rằng là ở năm 2024, một trong những việc quan trọng mà chúng ta cũng có thể làm cho chính mình đó chính là chúng ta đang cần phải làm cái việc gì đó cho ngôi nhà nào đó quan trọng nhất trong năm ngôi nhà của anh chị. Hãy thiết kế thật sự kỹ càng, ngồi xuống cầm cái sổ anh chị viết và bắt đầu anh chị suy nghĩ về những điều tuyệt vời sẽ diễn ra trong năm 2024, được không nào? Thì năm 2024 đó của anh chị nó đã có định hướng rõ ràng trong tâm thức rồi. Một lần nữa chúc anh chị những điều tuyệt vời để chúng ta có đầy đủ nội lực của năm 2024 này ở các ngôi nhà để bảo an cho mục tiêu của anh chị và nhiều phước lành nhất. Cảm ơn các anh chị của chúng ta đã cùng hiện hữu trong cái ngày khai xuân này. Xin chào và cảm ơn tất cả những anh chị em phụng sự chúng ta đã chuẩn bị cho cái buổi làm việc trong buổi sáng này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những ngày tiếp theo.